Bị thiếu máu não đừng chủ quan vì có thể gây đột quỵ. 5 dấu hiệu nhận biết. Người trẻ lưu ý, thiếu máu não không phải căn bệnh quá nguy hiểm như ung thư, nhưng dễ dẫn tới nhiều bệnh nguy hiểm khác như đột quỵ. Bệnh có thể xảy ra với bất kỳ ai và không nên chủ quan. Chúng ta cần hiểu biết để phòng tránh căn bệnh này để sức khỏe được trở lên tốt hơn và để giúp người thân gia đình mình kiểm soát căn bệnh này một cách tốt nhất. Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy có phải bạn đang mắc phải chứng bệnh thiếu máu não hay không. Thường xuyên nhớ nhớ quên quên. Người bị thiếu máu não có thể bị suy giảm trí nhớ. Điều này là do quá trình lão hóa tế bào não và tình trạng thiếu máu não cũng khiến các hoạt động của não bị ảnh hưởng, từ đó dẫn đến hiện tượng nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến bệnh nhân suy giảm trí nhớ, quên nhanh mọi việc. Hoa mắt, chóng mặt, ù tai, khi bị thiếu máu não, người bệnh dễ bị ù tai dù đang ở trong không gian yên tĩnh và không có gió. Người bệnh có thể bị hoa mắt, chóng mặt, choáng và mất thăng bằng, hay bị đau đầu. Tình trạng đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng đây cũng là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh thiếu máu não. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện ở một vùng cố định, thế nhưng sau đó sẽ dần lan ra khắp đầu. Người bệnh thường có cảm giác đầu mình nặng trịch, nhất là khi mới ngủ dậy, phải di chuyển hay suy nghĩ nhiều. Mất ngủ, ngủ không ngon, người mắc bệnh thiếu máu não sẽ hay gặp vấn đề về giấc ngủ như ngủ chập chờn, đang ngủ thì tỉnh giấc, khó ngủ lại, tê bì, nhức mỏi chân tay. Người bệnh thường có cảm giác tê ở đầu các ngón tay, đôi lúc cảm thấy dưới da râm ran như bị kiến bò. Ngoài ra, người bệnh còn hay bị đau dọc xương sườn, đôi lúc có cảm giác lạnh sống lưng, chân tay nhức mỏi, đau dọc vai gáy. Nguyên nhân gây thiếu máu não có thể do thiếu sắt, thiếu vitamin. Thiếu máu do cơ thể không có đủ sắt để tạo ra huyết sắc tố, thành phần giúp tế bào hồng cầu có thể mang oxy cung cấp cho các cơ quan cũng là nguyên nhân thường gặp. Ngoài ra, thiếu hụt vitamin cũng là yếu tố ảnh hưởng. Có nhiều nguyên nhân khiến cơ thể bị thiếu sắt, điển hình như chế độ ăn thiếu hụt sắt, nhất là những người ăn chế độ thuần chay, trẻ em, trẻ sơ sinh, người ăn kiêng. Do lạm dụng nhiều thực phẩm, thuốc hoặc đồ uống chứa caffeine. Do mắc các bệnh tiêu hóa khiến ruột kém hấp thu sắt như bệnh Crohn, cắt bỏ một phần ruột non hoặc dạ dày. Do hiến máu quá thường xuyên. Thiếu máu do mất máu. Khi bị chảy máu lượng lớn, cơ thể bị hao hụt về thể tích máu và số lượng hồng cầu, từ đó gây thiếu máu và khiến cơ thể gặp nhiều ảnh hưởng. Chảy máu do chấn thương bên ngoài có thể dễ nhận thấy và cầm máu dễ dàng, tuy nhiên còn nhiều nguyên nhân gây chảy máu khác không dễ nhận thấy như chảy máu tiêu hóa do các bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, trĩ, ung thư đường ruột, thiếu máu do những bệnh lý này thường xảy ra âm thầm khiến sức khỏe sụt giảm. Chảy máu tiêu hóa do dùng thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen hay aspirin trong điều trị bệnh, nhất là sử dụng trong thời gian dài. Để phòng ngừa, người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc chống viêm không steroid và sử dụng đúng thời gian, liều lượng của bác sĩ. Chảy máu do kỳ kinh nguyệt, nhất là những chị em phụ nữ ra nhiều kinh nguyệt, trong kinh trong thời gian dài. Cúi đầu sử dụng điện thoại và ngồi máy tính liên tục và thường xuyên. Khi cúi đầu sử dụng điện thoại và ngồi máy tính liên tục và thường xuyên, gây ra hiện tượng căng phần cơ trên đốt sống cổ, làm tăng áp lực lên các đốt sống cổ, sự chèn ép các dây thần kinh sẽ bị tổn thương. Nếu như bạn giữ tư thế này trong nhiều giờ liền sẽ làm đốt sống cổ bị cong, gây chèn ép lên các dây thần kinh khiến quá trình vận chuyển máu lên não bị chậm lại. Kê gối quá cao. Việc kê gối quá cao khiến đầu cao hơn thân người không chỉ gây cản trở quá trình lưu thông máu từ tim đến não, với thói quen này còn khiến cổ bị gấp khúc ngay đốt sống cổ, gây ra hiện tượng chèn ép dây thần kinh ở gáy và ảnh hưởng tuần hoàn máu lên não, từ đó gây tình trạng thiếu máu não. Lười vận động. Với những người lười vận động, không hay tập thể dục thường xuyên sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh thiếu máu não. Điều này được xác định bởi, khi cơ thể ít vận động có thể dẫn đến huyết mạch ứ trệ, quá trình vận chuyển máu trong cơ thể trở nên chậm chạp hơn, từ đó dẫn tới thiếu máu cung cấp cho não. Ăn quá nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ, chất béo. Đối với các loại đồ ăn chứa chất béo xấu có thể làm hình thành các mảng xơ vữa trong thành mạch. Khi mạch máu bị xơ vữa, lòng mạch hẹp lại sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu đến các cơ quan trong cơ thể. Và nếu như máu lưu thông khó khăn hơn nên lượng máu lên não sẽ không đủ cung cấp cho não bộ và gây ra tình trạng thiếu máu não. Nếu bạn đang bị một trong các dấu hiệu nêu trên thì rất có thể bạn đang mắc chứng bệnh thiếu máu não.
bạn nên đi thăm khám và nhận lời khuyên tốt nhất từ bác sĩ.